cái gì một cái điều đơn giản như thế mà còn không biết nữa còn há bồm ra để mà comment để mà hỏi nữa à đấy là cách mà những người bình thường sẽ đáp trả cho bạn còn mẹ hú thì sẽ rất là thân thiện để phân tích lại cho bạn cái câu này nhé vì sao mà viết là mù o và phát âm nhanh rất là mò nhưng mà mẹ hú lại hướng dẫn các bạn phát âm thành là mồ thì đó chỉ là cái tip thôi là cái mẹo thôi để làm sao mà chúng ta làm được một cách thoải mái và đơn giản nhất đấy bản thân chính như từ thoải mái ở trong tiếng việt thôi chúng ta hoàn toàn có thể lướt nó thành là thoải mái vứt cái chữ y đi để làm sao mà mình phát âm nó đỡ bị khó vậy thì cái từ mò này cũng thế nếu như bây giờ mình phát âm cứ mò đó, âm wo chính xác nó phát âm là wo như thế này thì vào với cả chữ m thì nó thành là mò nó rất là khó luôn thế thì chúng ta sẽ cùng nhau thử luyện tập một số những cái ví dụ nhá rồi tên bạn là gì irumi moeo mò mo. đó mình để mò thay vì là irumi moeo irumi <laughs> moeo Nó méo hết cả mồm ra rồi là gì ạ ở quán này có cái gì ngon? 여기에는 뭐가 맛있어요? 뭐가 맛있어요? Được chưa? Hoặc là gì ạ? 뭐? 뭐라고? 뭐라고요? Đó Khi mà bảo người ta nhắc lại cái lời của người ta 뭐라고요? 뭐라고? Đó Thì mình sẽ phát âm dễ hơn nhá Tất cả những cái này nó gọi là tip Nó gọi là mẹo Hoặc thậm chí mình có thể gọi đây là mình ăn gian Làm sao để cái việc nói của mình dễ dàng và thoải mái nhất nhá nói chung là khi mà theo dõi các video của mẹ hú dù là ở trên youtube hay là ở trên tiktok như thế này thì chúng ta cũng sẽ học được rất là nhiều tip đấy nên là các bạn cứ theo dõi và nếu có điều gì mà không hiểu thì cứ comment thoải mái nhá mẹ hú nếu mà có thời gian thì sẽ ân cần lên đây để giải thích cho các bạn